Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay, thứ tư, ngày 7 tháng 1, chương trình sẽ có những nội dung chính. Từ hôm nay, ngày 7 tháng 1, tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ sẽ chính thức điều chỉnh tăng 1%. Lực lượng liên ngành thu giữ nhiều hàng giả, hàng nhái thương hiệu nhập lậu trong thời điểm cận Tết Nguyên đán. Bảo vệ thương hiệu du lịch, giữ gìn giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và môi trường tại Sapa. Từ hôm nay, ngày 7 tháng 1, tỷ giá Việt Nam đồng đô la Mỹ sẽ chính thức điều chỉnh tăng 1%. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên trong năm nay. Theo đó, tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa Việt Nam đồng và đô la Mỹ tăng 1% từ mức 21.246 đồng 1 đô la Mỹ lên 21.458 đồng 1 đô la Mỹ. Như vậy, với biên độ tỷ giá cộng trừ 1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, thì tỷ giá trần tại ngân hàng thương mại là 21.673 đồng 1 đô la Mỹ, tỷ giá sàn là 21.243 đồng 1 đô la Mỹ. Việc ngân hàng nhà nước điều chỉnh tỷ giá lần này nhằm chủ động dẫn dắt thị trường, phù hợp với diễn biến thị trường tài chính trong nước và quốc tế, tạo sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ. Theo báo cáo của ngân hàng HSBC, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tươi sáng hơn trong năm 2015, với đà tăng trưởng kinh tế sẽ tăng dần và đạt mức 6,1%. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách sẽ rơi vào khoảng 6% so với GDP, cao hơn mục tiêu 5% mà chính phủ đặt ra. Theo HSBC, có khá nhiều khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam trong ngắn hạn và trung hạn. Trong đó, việc cấp vốn cho các dự án hạ tầng là mối lo thực sự, bởi vì nguồn thu ngân sách của Việt Nam từ dầu mỏ giảm trong năm 2015 sẽ kéo theo tổng thu ngân sách giảm theo. Trong khi đó, phạm vi để cắt giảm chi tiêu rất hạn chế vì nhu cầu xã hội rất lớn, cũng như nhu cầu đầu tư nhiều hơn vào các dự án giao thông. Ngành thủy sản đã có sự tăng trưởng vượt bậc trong năm 2014 khi là một trong các mặt hàng cán đích giá trị xuất khẩu đặt ra, trong đó có sự đóng góp từ tỉnh Khánh Hòa. Dù bị tác động của các yếu tố khó khăn bất lợi từ suy thoái kinh tế thế giới, nhưng kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm 2014 của Khánh Hòa đạt 466 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ so với năm ngoái. Khánh Hòa hiện có 44 doanh nghiệp tham gia chế biến xuất khẩu sản phẩm thủy sản vào các thị trường nước ngoài. Năm 2014, tuy không còn bị khủng hoảng nặng nề, nhưng nền kinh tế toàn cầu vẫn nằm trong giai đoạn đầu của quá trình phục hồi. Do vậy, nhu cầu tiêu dùng trên thị trường thế giới vẫn còn sụt giảm, khiến giá các loại hàng thủy sản trên thị trường thế giới giảm theo. Trong bối cảnh đó, hoạt động của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Khánh Hòa cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Song xuất khẩu thủy sản của tỉnh cả về sản lượng và giá trị đạt được vẫn cao hơn so với các năm trước. Năm 2014, mặc dù thì đối diện rất nhiều khó khăn, nhưng với những cái sản phẩm công ty đã nhiều năm được khách hàng ưa chuộng, nhất là về cái chất lượng, thì thương hiệu công ty đã có được ở các thị trường như Đài Loan và Nhật Bản, thì các khách hàng hiện nay đã tiếp tục đã gia tăng các cái đơn đặt hàng, thì điều đó đã tạo nên được cái kim ngạch xuất khẩu có cái mức đột phá. Năm 2014, lượng hàng thủy sản xuất khẩu của Khánh Hòa đạt 83.000 tấn, trong đó tôm chiếm trên 56%, cá ngừ trên 28%, còn lại là các đối tượng nhuyễn thể. Các nước Mỹ, Nhật Bản và EU luôn là nhóm thị trường xuất khẩu chính của thủy sản Khánh Hòa. Mức nhập khẩu của các thị trường này chiếm gần 60% trên tổng thị phần xuất khẩu. Năm 2015, ngành thủy sản Khánh Hòa phấn đấu tăng 0,7% giá trị kim ngạch so với năm 2014. Để thực hiện được mục tiêu này, Khánh Hòa xác định giải pháp ưu tiên, đó là triển khai nhanh Nghị định 67 về chính sách phát triển thủy sản để khuyến khích ngư dân hiện đại hóa tàu cá, nâng cao sản lượng và chất lượng đánh bắt. Tiếp tục triển khai cái quyết định 48 về hỗ trợ dầu cho ngư dân và triển khai cái Nghị định 67 về khuyến khích các tổ chức cá nhân là tham gia đóng mới khai thác xa bờ để tạo thành một cái đoàn tàu cá của tỉnh Khánh Hòa là với công suất lớn để vươn ra sơn ngoài cái phát triển kinh tế của địa phương còn tham gia cái bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Năm 2015, thực tế cho thấy tình hình xuất khẩu thủy sản vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Đó là việc Mỹ quyết định áp giá thuế nhập khẩu đối với hàng thủy sản Việt Nam,
các nước trong khối EU cũng tăng cường giám sát chặt chẽ hơn hàng thực phẩm nhập khẩu. Vì thế, ngư dân, người nuôi trồng thủy sản và các doanh nghiệp vẫn còn phải đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chỉ tiêu chất lượng sản phẩm theo đúng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Những ngày đầu năm, lượng hàng hóa tại cảng Cát Lái tăng gấp 3 lần so với bình thường. Để tăng công suất, giải phóng 15.000 tiêu hàng hóa mỗi ngày, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, thì tại cảng Cát Lái, các dịch vụ cảng vụ và hải quan đang được triển khai tích cực. Đây cũng là những nỗ lực đầu tiên trong năm 2015 để Cát Lái đạt sản lượng thông qua 4.150.000 tiêu hàng hóa và tiếp tục giảm số giờ thông qua xuống dưới 17 giờ. Anh Lê Văn Hùng, một trong những khách hàng đầu tiên đến cảng Cát Lái làm thủ tục nhận hàng sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Sau khi xuất bãi suôn sẻ lô hàng đầu tiên chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, hôm nay anh Hùng tiếp tục làm thủ tục để nhận thêm 10 container nữa. Thủ tục hải quan thì tụi tôi mở tờ khai ngay từ trước khi nghỉ lễ, tại vì thủ tục hải quan cho phép mở trước. Về thủ tục cảng vụ làm thì rất là nhanh. Rồi về thủ tục hải quan thì cũng như mỗi khi lô hàng của tôi á, thì đầu năm nay thì được phân luồng vàng và luồng xanh, cho nên là chỉ cần 4 tiếng đồng hồ là đã thông quan. Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm nay kéo dài đến 4 ngày, lượng hàng hóa lưu tại cảng Cát Lái và lượng tàu hàng cập cảng sau lễ tăng gấp 3 lần so với bình thường. Sở dĩ hàng hóa của các doanh nghiệp được giải phóng nhanh là do các cơ quan cảng, mà cụ thể là hải quan, đã dự báo trước tình hình. Bên cạnh phổ biến để doanh nghiệp chủ động mở tờ khai trước lễ, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 cũng có những bước chuẩn bị để rút ngắn thủ tục, thời gian thông quan hàng hóa, nhất là ngay từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, luật hải quan sửa đổi và bổ sung chính thức được triển khai. Chúng tôi đã tổ chức cho tất cả cán bộ công chức trong đơn vị nắm và hiểu biết những cái văn bản bề luật và những văn bản dưới luật, cũng như là một số các văn bản của các bộ ban ngành ban hành có hiệu lực từ 1 tháng 1 năm 2015. Ngoài ra chúng tôi còn tuyên truyền cho tất cả cộng đồng doanh nghiệp mà có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tại cảng Cát Lái này biết và hiểu bằng cách chúng tôi dán những cái văn bản công khai ở các bảng thông tin của các đội làm thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng Cát Lái để doanh nghiệp biết và hiểu. Những ngày này, việc điều động đội xe giải phóng liên tục diện tích bãi container để phục vụ tiếp nhận hàng mới cũng được tăng cường. Nhờ vậy, có thể thấy, những ngày đầu sau kỳ nghỉ, mặc dù lượng hàng hóa tại các lái tăng, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký thủ tục xuất nhập hàng đông hơn bình thường, nhưng đều được giải quyết kịp thời. Các giải pháp đầu tư mở rộng quy mô và hoàn thiện chất lượng dịch vụ tại cảng là cơ sở để hướng đến mục tiêu 4,15 triệu tiêu sản lượng hàng thông qua cảng, giảm thời gian thông quan hàng hóa trong năm 2015 xuống dưới 17 giờ so với năm ngoái. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2015. Thời điểm này, mặc dù các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để ngăn chặn nạn buôn lậu, nhưng các hoạt động vận chuyển hàng lậu, tiêu thụ hàng giả, hàng nhái vẫn có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp với các thủ đoạn ngày càng tinh vi. Ba xe khách chất đầy hàng nhập lậu vừa bị chặn đứng khi đang đi từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hải Phòng, Hà Nội. Hơn 10 tấn hàng gồm thực phẩm, đồ điện tử, đồ chơi trẻ em, trị giá khoảng 1 tỷ đồng đã bị tạm giữ. Chủ hàng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn nào. Cái xe khách chở người, đấy, nhưng mà biến nó thành xe chở hàng. Bên trong thì tháo toàn bộ ghế, đấy, trên xe chỉ cơ bản để chở hàng. Và trong xe thì hàn rất nhiều vách ngăn. Có những xe cả hầm cả vách có đến hàng chục cái hầm, chục cái vách ngăn để nhằm để giấu những cái loại hàng. Đấy, để chuyên trở về trong đất liền. Đây chỉ là một trong 10 vụ bắt hàng lậu số lượng lớn tại Bắc Giang chỉ trong nửa tháng trở lại đây. Thu giữ hàng tấn ô mai, hạt rẻ, hàng tạp hóa và các máy móc thiết bị. Các cái đối tượng buôn lậu này nó cũng có nhiều các cái thủ đoạn. Đấy, cho nên có thể là kiểm xe cài cắm vào các cái xe hàng nhập khẩu. Thế rồi thì đi vào các cái giờ rồi các cái giờ đêm hôm các khác nhau, cho nên cũng khó cho các lực lượng kiểm tra kiểm soát. Nói chung thì ở trên kia quản lý mà nó cũng chưa chặt thì nó mới về dưới này được, thế còn nếu chặt thì chắc chắn là cũng không thể về dưới này được. Cũng trong ngày hôm nay, Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phát hiện 6 cơ sở kinh doanh tại chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội buôn bán hàng giả. Trên 100.000 mét vải được kiểm tra đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt, toàn bộ số hàng này đều mang hình dạng
màu sắc đặc trưng của các nhãn hiệu nổi tiếng đã được bảo hộ như Chanel, Burberry, Gucci, CK. Thế nhưng toàn bộ đều là hàng giả và được sản xuất tại Trung Quốc. Chúng tôi kiểm tra cái sản phẩm đây, chúng ta có thể được coi là nguyên liệu đầu vào của cái việc sản xuất hàng giả. Như này chúng tôi là chúng ta làm sao có thể làm sao ngăn chặn tận gốc, chứ không thể để may ra đưa ra thị trường rồi thả gà ra đuổi, nhưng nó sẽ rất là khó khăn. Theo tìm hiểu, trung bình 1 mét vải thường có giá từ 30 đến 40 nghìn đồng, nhưng khi giả các thương hiệu nổi tiếng thì giá bán đã tăng gấp đôi. Trước khi bị phát hiện, các cơ sở kinh doanh này đã kịp tung ra thị trường hàng chục nghìn mét vải giả cho các cơ sở may mặc. Sản xuất theo chuỗi trong nông nghiệp nghĩa là khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Cách làm này không chỉ nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất của nông dân theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất gắn với thị trường. Phóng sự sau đây là ghi nhận về dự án phát triển nông nghiệp tại Hà Tĩnh. Dự án đã lựa chọn 5 loại sản phẩm để hỗ trợ nông dân đầu tư sản xuất theo chuỗi. Đây là những đồi chè đang trong giai đoạn tào tán ở xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh đã hỗ trợ 50% kinh phí khai hoang, 100% giống, 50% phân bón thuốc bảo vệ thực vật và đặc biệt là đã hỗ trợ thành lập tổ hợp tác trồng chè gồm 9 tổ sản xuất. Lần đầu tiên, người trồng chè ở Kỳ Thượng được tập hợp lại để cùng tổ chức sản xuất theo một phương thức ký kết hợp đồng mua bán với doanh nghiệp thông qua tổ hợp tác. Điều này đã góp phần làm giảm chi phí trung gian, nâng cao giá trị sản phẩm. Trước đây cái thu mua nó còn khó khăn, nhưng sau được cái hỗ trợ ở nhà máy cho nên cái tổ hợp tác này là cũng đã trực tiếp từng hộ gia đình thông báo là chúng tôi cái sản phẩm làm ra là mình thu nhập ra yên tâm. Còn đây là mô hình chăn nuôi lợn theo quy mô vừa và nhỏ, theo hình thức liên kết giữa hộ chăn nuôi và doanh nghiệp ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. Với sự hỗ trợ 50% chi phí chuồng trại, 50% con giống, 100% tiền thức ăn cho tháng đầu, 50% tiền thức ăn trong những tháng còn lại, dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh đã thực sự tạo nên cú hích để hình thành phong trào chăn nuôi liên kết ở xã Thạch Long. Trong thời gian khoảng 3 tháng, đã có 20 hộ tham gia với 400 con lợn được thả ngay từ lứa đầu. Thành lập hợp tác xã đã có được rất nhiều cái thuận lợi đối với tạo điều kiện cho bà con là các thành viên trong hợp tác xã. Ví dụ như là chúng tôi lo đầu vào thì trong đó có con giống, thì có thức ăn. Đầu ra thì chúng tôi đã liên kết với doanh nghiệp của Mitsubishi để họ là khi sản phẩm đầu ra là bà con lo. Thì ngại nhất là cái đầu vào có, đầu ra không có trong cái chăn nuôi. Cho nên chúng tôi là liên kết được với là doanh nghiệp. Thì từ đó bà con rất phấn khởi và họ rất tự tin. Trên cơ sở các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh đã lựa chọn 5 chuỗi sản xuất là lúa, chè, rau, lợn và bò. Đến nay, chuỗi sản phẩm lúa và chè đã khẳng định được hiệu quả. Và quan điểm của dự án là tiếp cận theo chuỗi nhưng nó phân khúc từng phân đoạn một. Thế ở đây chúng ta cũng rất là khó đáng từ sản xuất đến bán ăn. Một cái chuỗi hoàn chỉnh đối với trong sản phẩm nông nghiệp của Hà Tĩnh đấy thì cũng đang là khó khăn, cho nên chúng tôi quan điểm là đến được khâu nào đó trong chuỗi mà nhằm tăng giá trị gia tăng, trong đó có người dân có được hưởng lợi trong phần trong đó thì chúng tôi tiến hành là hỗ trợ và triển khai. Đầu tư sản xuất theo chuỗi là một cách để đồng hành với nông dân trong suốt chương trình từ sản xuất đến tiêu thụ. Cùng với việc nâng cao giá trị sản phẩm thì cái được lớn hơn từ cách làm này của dự án phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh chính là đã góp phần thay đổi tập quán sản xuất cho nông dân, giúp nông dân làm quen với tư duy sản xuất hàng hóa và sản xuất gắn với thị trường. Có những nội dung đáng chú ý: loại hình kinh doanh sharing economy trong dịch vụ cho thuê nhà, loại hình mới thu hút các khách hàng đặc biệt là người nước ngoài; bảo vệ thương hiệu du lịch, gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và môi trường Sapa. Đã có hơn 6.500 căn hộ chào bán ra thị trường trong quý tư năm 2014 tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa tổng số căn hộ chào bán trong năm 2014 lên mức cao nhất trong 4 năm qua. Đây là thông tin từ công ty nghiên cứu thị trường CBRE, trong đó nguồn cung tập trung chủ yếu ở phân khúc cao cấp chiếm tới 50%, đặc biệt lượng căn hộ chào bán giải đều tại khắp các quận, nhiều nhất là quận 7 và quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng theo CBRE, bên cạnh nguồn cung tăng, nhu cầu mua nhà cũng tăng lên, đặc biệt đối với phân loại căn hộ trung cấp. Nguyên nhân chính là do tác động tích cực từ nền kinh tế vĩ mô, lãi suất cho vay giảm và niềm tin người tiêu dùng tăng lên. CBRE đánh giá năm 2015, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, tiếp tục là khu vực đầu tư ưa thích.
Nếu quý vị có một căn hộ tại Việt Nam cần cho thuê nhưng chưa tìm được đối tượng thích hợp, hoặc quý vị có dự định về Việt Nam một thời gian dài nhưng chưa tìm được nơi cư trú thuận tiện, thì sau đây sẽ là một gợi ý. Loại hình kinh doanh sharing economy hay còn gọi là kinh tế chia sẻ trong lĩnh vực cho thuê phòng vừa có mặt tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng. Trong vòng 2 tháng qua đã có hàng chục nghìn lượt khách nước ngoài lựa chọn loại hình thuê phòng như vậy khi đến Việt Nam. Chị Hiệp ở quận 2 có căn hộ trống muốn cho người nước ngoài thuê để kiếm thêm thu nhập. Được một người bạn giới thiệu website Airbnb.com, chị đã đăng tin cho thuê theo hình thức homestay ở tại nhà dân. Ngay lập tức, đã có nhiều lượt khách du lịch nước ngoài đăng ký thuê phòng của chị. Trong cái thời gian mà nhà mình nhàn rỗi như thế này, thì đây là một cách rất là hiệu quả để có thể có thêm thu nhập. Tôi thật sự thích thú với dịch vụ này. Tôi nghĩ đây là dịp tốt để tôi có thể hòa nhập và tìm hiểu cách sống của người dân nơi đây. Với đặc điểm là kết nối trực tiếp khách hàng tới khách hàng, mô hình Airbnb hoạt động như một sàn giao dịch, có thu phí của cả bên thuê và bên cho thuê, dù hai bên không hề biết nhau trước đó. Rủi ro có thể xảy ra là tổn hại đến ngôi nhà của mình, nhưng nhìn chung, vấn đề này có thể kiểm soát được. Vì người cho thuê vẫn có những thông tin chi tiết cũng như thông tin thẻ tín dụng của người thuê nhà. Công ty chỉ là một cái mạng để cho mọi người dùng để người khách gặp người chủ nhà. Cái trách nhiệm vẫn là nằm ở người chủ nhà về vấn đề nhà mình có thể cho người nước ngoài ở hay là không. Vấn đề mà đóng thuế, khai báo thuế như thế nào, cái đó là trách nhiệm của mọi chủ nhà. Trong khi đó, cùng cho thuê phòng, nhưng theo cách thông thường, người cho thuê phòng phải đăng ký kinh doanh và khai báo thuế. Mức đóng thuế VAT và thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình là khoảng 5%. Còn đối với những người tham gia cho thuê phòng, thông qua trang web trung gian Airbnb này còn quá mới cho các cơ quan thuế để mắt tới. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tiếp tục triển khai năm An toàn Giao thông 2015 với mục tiêu tính mạng con người là trên hết. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu này, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban An toàn Giao thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai tổ chức lễ ra quân thực hiện nhiệm vụ năm An toàn Giao thông 2015 và đợt cao điểm Tết Nguyên đán Ất Mùi trước ngày 20 tháng 1. Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xác định chỉ tiêu cụ thể giảm tai nạn giao thông và các giải pháp thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình của các địa phương, nhằm giảm từ 5% đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2014 ở tất cả các địa phương, giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sáng qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt diễn ra hội trại truyền thống lần thứ 9 với chủ đề Tự hào 40 năm học sinh thành phố mang tên Bác. Chương trình nhằm kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên, 40 năm ngày giải phóng đất nước. Tại trường Trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, một trong những điểm chạy chính, ban tổ chức đã trao tặng 24 suất học bổng cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, năng động trong công tác đoàn và vượt khó vươn lên trong học tập. Cũng trong ngày hội trại truyền thống đồng loạt diễn ra tại nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình nhằm giúp các bạn trẻ hiểu sâu hơn về ngày truyền thống học sinh sinh viên và nêu cao tinh thần học tập làm theo lời Bác, đồng thời giao lưu tăng cường sự hiểu biết và đoàn kết giữa các trường trên địa bàn thành phố. Một bản quy hoạch khu du lịch Sapa, tỉnh Lào Cai vừa mới được địa phương nghiên cứu để có thể gìn giữ giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên nhiên và môi trường. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lượng khách trong nước và quốc tế đến Sapa tăng đột biến, dẫn đến tình trạng quá tải về cơ sở hạ tầng cũng như nảy sinh các vấn đề về dịch vụ du lịch. Ngôi nhà nửa truyền thống, nửa hiện đại, lại là ngôi nhà cổ của đồng bào còn có giá trị về văn hóa nhất tại bản Tà Văn, bản du lịch cộng đồng của Sapa. 17 năm, ông Mục cho khách ở lại gia đình mình. Ban đầu chỉ muốn giới thiệu cho mọi người văn hóa của đồng bào. Nay thì nhà nhà tự túc làm du lịch. Gỗ cũng Mục đắp bắt buộc phải thay. Nếu mà thay thì lại không có gỗ làm, nên bắt buộc lại phải lấy gạch xi măng để xây tường. Giờ này hoàn toàn bây giờ là những cái nhà mới người ta mới dựng, những cái nhà bên kia mới làm đấy, bây giờ là chung quanh người ta toàn là xây gạch hết. Chợ văn hóa Sapa đã có nhưng người dân không vào bán mà vẫn tập trung tại những khu phố bán hàng rong, những mặt hàng thổ cẩm thủ công, thật giả lẫn lộn.
và giá trị của nó vì thế không thực sự được coi trọng. Còn đây là hình ảnh tại nhiều bản làng. Các loại hình dịch vụ ngày càng nhiều. Nhiều du khách từng đến Sapa, vài năm sau quay lại thì thấy Sapa ngày càng khác trước. Mất đi những cái mà mình không thể khôi phục được. Từ những cái nếp nhà, những cái đường thôn, lối xóm và những cái phong cách sống của người tộc. Nếu như mà nó trở thành một cái nơi đô thị thì nó không còn là cái điểm mà thu hút du lịch nữa. Xác định du lịch cộng đồng tại các bản làng là thế mạnh. Nếu không có phương án bảo tồn, có thể thế mạnh đó sẽ mất. Huyện Sapa đang tiến hành kiện toàn lại toàn bộ ban quản lý, cũng như những người làm du lịch. Chúng tôi biến cái di sản thành tài sản. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng thông qua các cái việc về quy hoạch. Thế rồi qua xin ý kiến các nhà khoa học thì trong thời gian tới thì đối với cái mảng du lịch cộng đồng thì cũng cố gắng làm sao để người dân có thể sống bằng được về du lịch. Tại giữa những bản làng của đồng bào dân tộc nơi đây thì chúng tôi muốn dẫn ra đây một câu chuyện tại đất nước Thái Lan, một đất nước nổi tiếng với một ngành công nghiệp không khói khi mà mỗi năm thu hút đến 11 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Và bí quyết của họ đó chính là nụ cười của những người làm du lịch. Sapa cũng đang đứng trước mình một cái cơ hội để có thể phát triển mạnh mẽ ngành du lịch trong tương lai. Thế nhưng làm sao để bản thân mỗi bà con ở đây ý thức được rằng mình sẽ góp phần mang đến cái hình ảnh cũng như tạo nên thương hiệu du lịch Sapa để cho những cô bé, cậu bé này cũng hiểu được rằng các em sẽ là chủ nhân của vùng đất này, của ngành du lịch này trong tương lai. Phần cuối chương trình là các thông tin dự báo thời tiết. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.